Khi tìm hiểu về giá serum Nambuzin 5 với nhiều mức giá đắt rẻ khác nhau, làm sao để biết được đâu là thật, đâu là giả? Và liệu bạn có đang mất tiền oan ủng vào những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả mạo? Mỗi khi bạn tìm kiếm giá cả, có bao giờ bạn cảm thấy như đang lạc vào mê cung của thông tin không? Cảm giác hoang mang và bất an không hề dễ chịu chút nào. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi thắc mắc ở bên trên nhé. Nếu bạn mua Serum Nambuzin 5 với giá dưới 300.000 thì gần như chắc chắn bạn có thể mua phải hàng giả. Bạn cũng thấy có nhiều shop bán với giá chỉ hơn 100.000 thì là hàng giả chắc chắn rồi. Giá cao hơn 300.000 cũng có thể có hàng giả, thậm chí mua 400 hay hơn 500.000 cũng có hàng giả nữa. Với chất lượng cao và hiệu quả như Serum Nambuzin 5 thì bạn nên đầu tư nhưng cũng nên tìm kiếm shop bán hàng với giá hợp lý phù hợp với túi tiền chứ đừng nghĩ mua giá cao sẽ là yên tâm vì không có hàng giả. Sự khác nhau về giá của serum Nambuzin 5 trên thị trường không chỉ là kết quả của cạnh tranh giữa các shop, từ những đơn vị bán lẻ lớn đến các shop nhỏ lẻ, mà còn do sự xuất hiện ngày càng tăng của hàng giả. Sự phân biệt giữa sản phẩm thật và giả trở nên khó khăn, khiến cho bạn phải đối mặt với sự không chắc chắn về giá. Thêm vào đó, sự khác biệt về chất lượng và giá cả giữa các nguồn cung cấp cũng góp phần tạo nên sự khác nhau về giá của serum Nambuzin. Hàng nhái thường được bán với giá thấp hơn nhưng đồng thời lại có chất lượng kém hơn sản phẩm chính hãng, khiến nhiều người thích so sánh giá cả thường mua phải hàng kém chất lượng, dùng không hiệu quả. Có nhiều shop cũng trộn lẫn hàng giả và thật và bán giá cao, bạn cũng nên cân nhắc để không bị lừa, hãy xem video phân biệt thật giả mà shop mình đã làm rất chi tiết rồi nhé. Để tránh mua phải hàng nhái, hãy luôn chọn mua sản phẩm từ các nguồn uy tín và được chứng nhận. Kiểm tra kỹ thông tin về nhà sản xuất và đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm chính hãng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sản phẩm, đừng ngần ngại đặt câu hỏi và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua hàng. Điều này sẽ giúp bạn tránh được rủi ro và đảm bảo rằng bạn đang đầu tư vào một sản phẩm chất lượng và an toàn. Hãy luôn tự tin với quyết định của mình và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua hàng. Để tìm một cửa hàng đáng tin cậy để mua serum Numbuzin 5 không phải là điều dễ dàng. Nhưng đừng lo lắng nữa. Hãy đến với shop mình, nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy yên tâm. Shop mình cam kết luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và shop mình tự hào về việc cung cấp serum Numbuzin 5 chính hãng dù bạn mới ghé thăm lần đầu tiên hay đã là khách hàng thân thiết hãy tin rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ shop mình đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn nhé cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn shop mình